Ôi, mùa xuân của các bạn nhỏ thật quá dễ thương phải không nào? Khắc Tuyến có biết con vật đại diện cho năm 2020 là con gì không? Năm nay năm 2020 là năm con chuột, một con vật vô cùng thông minh và đứng đầu 12 con giáp. Và hồi nhỏ thì anh Khắc Tuyến rất thích xem bộ phim hoạt hình Tom và Jerry và rất thích nhân vật Jerry với tính tình vô cùng lanh lợi và thông minh. Và hẳn là các bạn nhỏ cũng giống như anh Khắc Tuyến, rất thích chú chuột phải không nào? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ không chỉ gặp chú chuột đâu mà chúng ta sẽ được gặp những cánh én mùa xuân qua những ca khúc của các bạn nhỏ của chúng ta đấy. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn nhỏ chúng ta sẽ gặp lại các tiết mục vô cùng ấn tượng trong chương trình ngày hôm nay. Đây là Tết đã đến rộn vang từng tiếng pháo Tết, người ta rộn rã sắm Tết nguyên tuần, người ta cùng nhau mua sắm, người ta cùng nhau mua hoa, cầu mong một năm mới hên tiếng lên kèn vui đùa, chào đón lúc đến xuân đang về, quấn thêm lên thân mình một chiếc áo. Cha mẹ bình an, chúc năm mới an khang thịnh vượng. 30 mùng 1 năm mới cận kề, bao nỗi vội bề qua năm là hết. Chờ ăn mừng Tết bao đỏ liền tay, tài lộc vận may không mong cũng đến. Nhiều năm qua ghi lại đằng sau, để xuân năm nay vui đón tài lộc. Ngàn tin vui, ngàn vạn điều may, về đây cho ta thêm khát khao. Lặng nghe trong tiếng gió hát, từng ngày cho đi. Cho đi khiến tim mình càng thêm ấm áp, nghĩ đến niềm vui đôi khi chỉ là một cánh mai đất xuân. Xuân vừa ghé qua đây thôi, chào tay cho thêm lộc may mắn. Xin năm nay mọi thứ luôn yên vui, một năm thành công phát tài. Chia sẻ chút